Anfield. Llorens leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Với những gì đã thể hiện, Jack đã được gọi vào đội hình của đội tuyển Cộng hòa Séc tham dự Euro 2004, giải đấu mà anh đã tỏa sáng rực rỡ, góp công đưa Séc vào bán kết và bản thân anh còn lọt vào đội hình tiêu biểu, đồng thời là bước ngoặt đưa Petr Cech tới một chương mới huy hoàng trong sự nghiệp. Mùa hè 2004, Jose Mourinho đến với Chelsea sau khi giúp FC Porto vô địch Champions League. Roman Abramovich sẵn sàng chi tiền để chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới và Petr Cech, thủ môn đã chơi rất hay tại kỳ Euro năm đó, là một trong những ngôi sao đầu tiên được Mourinho đưa về để biến Chelsea trở thành một thế lực. Không mất quá nhiều thời gian, Petr Cech đã chứng minh cho tất cả thấy mức giá 7,1 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra để chiêu mộ anh là quá rẻ. Được Jose Mourinho tin tưởng trao cho chiếc áo số 1 tại Stamford Bridge, Cech đã đáp lại bằng một phong độ xuất sắc để đưa Chelsea giành cú đúp danh hiệu Premier League và League Cup ngay ở mùa giải đầu tiên. Bên cạnh đó là bản thân thủ môn người Cộng hòa Séc còn tạo nên một kỷ lục với 21 trận giữ sạch lưới, giành danh hiệu găng tay vàng tại Premier League và cả mùa giải năm đó, Cech chỉ đã lọt lưới 15 bàn. Một thành tích phi thường mà có lẽ sau này không một ai có thể phá vỡ. Kết thúc năm 2005, Petr Cech còn vượt qua những tên tuổi như Gianluigi Buffon và Iker Casillas để giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Chưa dừng lại ở đó, ngay mùa giải sau, Petr Cech tiếp tục trở thành chốt chặn tin cậy trong công cuộc bảo vệ ngai vàng Premier League của Chelsea, khi anh chỉ để lọt lưới 22 bàn trong cả mùa giải. Thế nhưng, con đường để trở thành một huyền thoại không bao giờ là bằng phẳng cả. Và với Petr Cech cũng như vậy, thậm chí nó còn khủng khiếp hơn người khác rất nhiều.
Khi sự nghiệp đang thăng hoa thì tai họa lại ập đến. Chấn thương kinh hoàng sau pha va chạm với Stephen Hunt trong trận đấu với Reading vào tháng 10 năm 2006 đã khiến Jack đứng giữa làn danh của sự sống và cái chết. Tưởng chừng như chấn thương năm đó đã khiến anh mãi mãi không thể trở lại với bóng đá, nhưng 3 tháng sau, Petr Cech đã trở lại trong trận đấu với Liverpool với một chiếc mũ bảo hiểm trên đầu. Nhiều người đã lo ngại khi cho rằng anh sẽ không thể lấy lại được phong độ trước đó, đặc biệt là sau khi chứng kiến màn trình diễn trong thất bại 0-2 trước đội bóng vùng Merseyside. Nhưng sau đó là gì? Cech thi đấu 810 phút liên tiếp mà không thủng lưới bàn nào. Thành tích giữ nguyên mảnh lưới trong 8 trận liên tiếp giúp Cech đoạt giải cầu thủ hay nhất trong tháng ở Premier League, và anh là thủ môn đầu tiên sau 7 năm được vinh dự nhận giải thưởng này. Kết thúc năm 2007, Petr Cech vinh dự nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất năm của UEFA. Thậm chí anh giành được nó trong cả năm tiếp theo, bất chấp việc giới mộ điệu đã nhận ra Cech không còn có phản xạ nhạy bén đáng sợ như trước khi chấn thương nữa. Hình ảnh Cech với chiếc mũ bảo hiểm màu đen bay lượn trong khung gỗ ở góc độ nào đó cũng trở thành biểu tượng của chính Chelsea trong hơn một thập niên. Đó là sự dũng cảm, tinh thần sắt đá dù rơi vào những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Cech đã ở đó khi Chelsea chỉ cách chiếc cúp vô địch Champions League có vài cm sau khi Terry trượt chân ở đêm mưa Moscow năm 2008. Cech cũng đã ở đó khi Chelsea bị Barca giật lấy chiếc vé dự trận chung kết Champions League năm thứ hai liên tiếp sau scandal tai tiếng với trọng tài Tom Henning of Rebo. Và Cech cũng đã ở đó khi Chelsea thực hiện hành trình kỳ diệu để giành lấy chiếc vô địch Champions League 2012, bất chấp việc The Blues nhiều lúc tưởng như đã không còn hy vọng. Khi Chelsea đối diện với Barcelona tại bán kết và đặc biệt là Bayern Munich ở chung kết Champions League năm đó, cả thế giới đã được chứng kiến một Petr Cech xuất sắc đến nhường nào. Anh làm nản lòng gần như mọi pha dứt điểm của cầu thủ Bayern Munich trong suốt 120 phút. Cech còn đoán đúng hướng cả 6 cú sút penalty của các cầu thủ Bayern Munich, trong đó bắt gọn cú sút của Arjen Robben trong hiệp phụ, cản phá 2 quả penalty của Ivan Šaulić và Bastian Schweinsteiger trên chấm luân lưu. Năm 2012 kỳ diệu ấy, bên cạnh một Didier Drogba dũng mãnh ở tuyến đầu, một Frank Lampard tỉnh táo nơi tuyến giữa, thì không thể không nhắc đến Petr Cech với những pha cản phá xuất thần trong khung gỗ. Chelsea đã không thể giành được chức vô địch Champions League nếu thiếu đi người gác đền từng suýt bỏ mạng tại Maresci năm nào. Với một Petr Cech luôn xuất sắc trước khung thành, Chelsea đã đưa về phòng truyền thống 4 chiếc vô địch Premier League, 3 League Cup, 4 FA Cup, 1 Champions League và 1 Europa League. Người hâm mộ The Blues đã ao ước được nhìn thấy chàng thủ môn với chiếc mũ bảo hiểm bay lượn trong khung gỗ cho đến khi giải nghệ trong màu áo xanh. Nhưng rốt cuộc, đời có bao giờ như mơ. Mùa hè năm 2014, Thibaut Courtois trở về Chelsea sau 3 năm cho mượn thành công tại Atlético Madrid và tuyên bố sẽ chỉ ở lại Stamford Bridge nếu được trao vị trí số 1. Với việc Courtois trẻ hơn Cech tới 10 tuổi và Chelsea cần một nền tảng vững chắc cho tương lai, Jose Mourinho đã ra quyết định mà bản thân ông có lẽ cũng không muốn, đẩy Cech lên băng ghế dự bị và trao vị trí chính thức cho thủ thành người Bỉ. Từ vị trí người không thể thay thế, Cech dần dần trở thành người thừa và phải làm quen với băng ghế dự bị. Với một công thần đã đóng góp trong suốt hơn 10 năm qua như Petr Cech, điều đó thật khó chấp nhận. Nhưng Cech vẫn không một lời phàn nàn, vẫn chuyên nghiệp trong tập luyện, vẫn âm thầm giúp đỡ người đàn em Courtois và quan trọng là vẫn luôn hết mình trong những lần ít ỏi được ra sân như những ngày đầu tiên anh đến với Stamford Bridge. Kết thúc mùa giải 2014-2015, Cech cùng với Chelsea giành ngôi vương Premier League và cũng là lời chia tay của anh với Stamford Bridge sau 11 năm gắn bó. Tôi từng nghĩ rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng đã tới lúc tôi nói lời chia tay Chelsea, câu lạc bộ mà tôi đã sống trọn vẹn và hiến dâng đến tận thời khắc cuối cùng, kéo dài từ tháng 7 năm 2004. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình sẽ treo găng, giải nghệ và kết thúc sự nghiệp tại đây. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chiều theo mong muốn của bạn. Kể từ năm 2004, tôi đã trải qua chặng đường khó tin với nhiều nốt thăng, nhưng cũng không ít nốt trầm. Chúng tôi đã cùng nhau giành nhiều danh hiệu ở Anh, cũng như Europa League, và lớn hơn tất cả là Champions League. Nhìn lại những thành tích đã đạt được, trong đó có cú đúp danh hiệu đầu tiên vào năm 2010, hay 2 lần vô địch Premier League liên tiếp vào năm 2005-2006, tôi không thể không tự hào. Chúng tôi đã cùng nhau làm nên lịch sử, trích một phần tâm thư của Petr Cech gửi cổ động viên Chelsea trong ngày chia tay. Chia tay đội chủ sân Stamford Bridge, Petr Cech chuyển đến Arsenal với giá 10 triệu bảng, đội bóng mà anh đã từng một lần lỡ hẹn vào năm 2002. Ở tuổi 33 khi ấy, Cech vẫn là bản hợp đồng mà huấn luyện viên Arsene Wenger miêu tả là không hề đắn đo khi xuống tiền. Còn đội trưởng của Chelsea John Terry thì quả quyết, Cech sẽ giữ cho Arsenal 12-15 điểm mỗi mùa. Wenger và Terry đã đúng, sự xuất hiện của Petr Cech giải quyết trọn vẹn vấn đề trong khung gỗ của Arsenal từ khi Jens Lehmann giải nghệ. Và như một định mệnh, trận đấu chính thức đầu tiên của Cech trong màu áo của Arsenal là với chính Chelsea tại Community Shield. Trận đấu mà anh đã chơi rất tốt, đặc biệt trong việc chỉ đạo hệ thống phòng ngự,
để giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0. Đẳng cấp của Petrček đã giúp Arsenal không chỉ thể hiện bằng những pha cứu thua xuất sắc, mà còn ở khả năng lãnh đạo tài ba với khả năng đặc biệt trong ngôn ngữ. Từ trao đổi với cặp hậu vệ cánh Nacho Monreal và